Học tiếng Anh nhanh là cái chuyện bình thường. Học tiếng Anh vừa nhanh và vừa giữ được cái chất lượng tốt, cao, hiệu quả mới là cái đáng để tâm. Ok, cái video này trên thực tế tôi sẽ chia sẻ cho bạn 4 bài học cũng như là 4 phương pháp mà bạn có thể áp dụng ngay vào việc học tiếng Anh của các bạn để tiết kiệm, để tối ưu thời gian cho cái việc học tiếng Anh của các bạn vừa nhanh mà vừa chất lượng, hiệu quả. Ok, trước khi chia sẻ, tôi hy vọng các bạn sẽ xem cái video này một cách có tâm nhất có thể để các bạn có thể nắm được những cái việc cụ thể tôi chia sẻ cho các bạn nhằm hỗ trợ các bạn áp dụng và lượm được kết quả tốt ngay tức thì luôn nha. Và một điều nữa, để cái video này mang lại một cái giá trị mạch lạc suông liền thì tôi đã lồng ghép nó vô với những cái video khác của tôi về lĩnh vực học tiếng Anh và tạo thành một cái series video học tiếng Anh miễn phí không cần đăng ký, với cái mục đích để cho cái video này và những cái video khác của tôi trong quá khứ cũng như những cái video mà tương lai tôi sẽ chia sẻ, nó sẽ bù đắp lại những cái thiếu sót, những cái khuyết điểm của nhau để tạo ra một cái giá trị lớn nhất, tốt nhất có thể cho bạn. Ok, và bạn có thể xem toàn bộ những cái video chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh đã được phát hành công khai của tôi trong cái series video học tiếng Anh miễn phí không cần đăng ký đó tại đường link ở bên dưới phần bình luận của video này. Ok, video lần này sẽ gồm có 2 phần. Phần 1 tôi sẽ điểm sơ qua một vài cái giá mà các bạn phải trả nếu muốn học tiếng Anh vừa nhanh và vừa chất lượng. Và dĩ nhiên, phần 2 tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về 4 bài học sang chảnh đó. Ok, let's begin. Những cái giá đó kể ra phải là thế này. Đầu tiên là phải siêng, kiên trì học tiếng Anh đều đặn mỗi ngày. Sao, bạn nhắm trả được không? Sự thật, phương pháp có tuyệt vời cỡ mấy đi chăng nữa thì cũng phải bỏ ra công sức, phải bỏ ra sự chăm chỉ, bỏ ra sự cố gắng thì mới thành công được. Không chịu bỏ thì thôi đừng học luôn, chứ đừng nói tới việc học nhanh và chất lượng nha. Nếu nhắm ok, đánh đổi được thì ngay bây giờ hãy tự nói với bản thân hoặc viết ra giấy: tôi chấp nhận siêng năng học tiếng Anh mỗi ngày để có thể học vừa nhanh và vừa chất lượng. Rồi, ok, cái giá thứ hai các bạn phải trả đó là chịu chán nha. Tôi nói luôn, chán là hơn 90% chắc chắn các bạn phải chịu. Rồi đó, chịu được không? Tiếp, cái giá thứ ba các bạn phải đánh đổi đó là khó nha. Khó ở đây không phải là khó quá đến mức không thể làm được nha. Gọi là khó nhưng ai cũng làm được hết. Nói đúng hơn là khó chịu chứ không hẳn là khó về mặt trí tuệ nha. Rồi xong, đó là ba cái giá cơ bản mà các bạn phải đánh đổi đó. Xem xét cho kỹ, nhắm đánh đổi được thì xem tiếp, còn không thì tôi vẫn còn một cách khác đơn giản hơn để tiết kiệm thời gian học tiếng Anh cho các bạn. Đó là tắt cái video này đi, đừng xem nữa để đỡ tốn thời gian học của các bạn nha. Ok, phần 2, let's dive in. Không dài dòng, vô luôn cái bài học số 1. Đã muốn tiết kiệm thời gian, đã muốn học nhanh hơn thì cái phương pháp đầu tiên có thể cân nhắc tới đó là bỏ bớt đi những thứ không thực sự quan trọng. Cắt bớt đi, học bớt đi và tập trung vô những thứ thực sự tạo ra nhiều thành quả chính. Ví dụ bạn học phát âm và trong phát âm thì có cái phần trọng âm của từ. Ví dụ cái từ question đi ha. Bạn sẽ thường thấy trọng âm của nó là nằm ở cái âm đầu, cho nên khi phát âm bạn sẽ thường phải nói nhấn nó lên một xíu ở cái âm đầu, kiểu là thế này: question, question, question. Nhưng trong thực tế, nhiều khi bạn vẫn nghe người ta nói nhấn lên ở cái âm sau chứ không phải là âm đầu, kiểu là thế này: question, question, question. Bởi vậy cái việc tập trung học mấy cái trọng âm này không thực sự quan trọng. Bạn nghe nhiều thì tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được khi nào nhấn chỗ này, khi nào nhấn chỗ kia, vân vân. Thành ra bạn có thể cắt đi, học bớt đi cái trọng âm này để tiết kiệm thời gian học cho các bạn nha. Rồi, tôi nhắc lại một lần nữa, muốn học tiếng Anh nhanh thì hãy cố gắng cắt bỏ đi những thứ không thực sự quan trọng và chỉ tập trung nhiều nhất vô những thứ thực sự quan trọng. Ok, tôi hiểu có thể các bạn đang còn thiếu kinh nghiệm trong việc học tiếng Anh, cho nên rất có thể bạn sẽ gặp phải vấn đề trong việc xác định đâu là những thứ bạn nên tập trung nhiều nhất. Vậy nên tới đây tôi hy vọng các bạn sẽ xem cái video này thật kỹ, thật tập trung, vì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước cụ thể để bạn xác định được đâu là những thứ thực sự mang lại nhiều thành quả và đáng để bạn tập trung nhất. Phương pháp là thế này: đầu tiên các bạn sẽ xác định giùm tôi những cái thành quả mà các bạn muốn đạt được trong cái hành trình học tiếng Anh của các bạn. Điều quan trọng
là những cái thành quả, những cái mục đích mà các bạn muốn đạt được đó, nó phải đạt được cái yêu cầu, đó là rõ ràng, cụ thể, chi tiết. Nhớ là phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết, tuyệt đối không được mơ hồ, chung chung. Ví dụ, thay vì bạn xác định cái thành quả các bạn muốn đạt được là đọc hiểu hầu hết những tài liệu, sách vở tiếng Anh, thì hãy chia nhỏ ra thành nhiều thành quả hơn, xác định cụ thể hơn, chi tiết hơn. Kiểu như thế này chẳng hạn, tôi muốn đọc hiểu được khoảng 90% nội dung những tài liệu, sách vở tiếng Anh về lĩnh vực quản lý thời gian. Hoặc thêm nữa, bạn cũng có thể nói, tôi muốn đọc hiểu được khoảng 90% nội dung những tài liệu, sách vở tiếng Anh về lĩnh vực A, lĩnh vực B, lĩnh vực C gì đó chẳng hạn. Không quan trọng bạn muốn đạt được bao nhiêu thành quả, mà quan trọng là những thành quả bạn muốn đạt được nó rõ ràng, nó cụ thể, nó chi tiết như thế nào. Giả chừng như thứ bạn thực sự muốn không phải là thứ rõ ràng như vậy, mà là chung chung, kiểu như nói được tiếng Anh thành thạo, hay là nghe được tiếng Anh hiểu tầm 90% hầu hết mọi thứ, thì cũng hãy cứ bình tĩnh tách nhỏ nó ra thành nhiều thành quả rõ ràng như vậy, rồi bạn chinh phục từng thành quả một, dần dần nhiều thành quả sẽ góp thành một thành quả lớn mà các bạn mong muốn nha. Ok, bây giờ tôi sẽ làm thêm nhiều cái ví dụ khác để các bạn có thêm nhiều cái góc nhìn và nắm chắc hơn được cái bước này. Tôi muốn nghe hiểu được tầm 90% nội dung của những audio, podcast, video tiếng Anh về lĩnh vực nấu ăn. Tôi muốn nghe hiểu được khoảng 90% nội dung của chương trình TED Talk về lĩnh vực phát triển bản thân. Tôi muốn viết được một bài giới thiệu bản thân để xin việc bằng tiếng Anh. Tôi muốn nói được tiếng Anh giao tiếp với người bạn nước ngoài của tôi về chủ đề du lịch. Tôi muốn nói được tiếng Anh trong một bài thuyết trình chia sẻ về vấn đề cụ thể A, cụ thể B gì đó. Tôi muốn phát âm chuẩn tiếng Anh, có ngữ điệu và giọng giống tầm 70% so với người bản ngữ. Rồi, ok, bước số 2, xác định được thứ các bạn muốn thật rõ ràng và chi tiết rồi. Thì bây giờ bắt đầu xác định những thứ bạn thực sự cần phải tập trung dựa trên một cái tiêu chí duy nhất, đó là hãy tập trung vào học những thứ sát với thứ các bạn muốn. Đây, để ý cái từ khóa sát nha, sát với thứ các bạn muốn đạt được. Ví dụ, bạn muốn đọc hiểu được khoảng 90% nội dung những tài liệu, sách vở tiếng Anh về lĩnh vực nấu ăn. Thì đây, nhận xét một xíu, thứ bạn muốn đọc hiểu là nội dung của những tài liệu, sách vở tiếng Anh về lĩnh vực nấu ăn, thì không cần nói nhiều, hãy kiếm những tài liệu hoặc là mua những cuốn sách về lĩnh vực nấu ăn bằng tiếng Anh và chịu khó nhâm nhi đọc hiểu nó mỗi ngày luôn, mỗi ngày cố gắng mừng vài câu thôi đó. Chứ không phải mình muốn đọc hiểu về kỹ năng nấu ăn mà lại đi đọc sách về toán học, như vậy thì có phải phí thời gian của các bạn không đó. Sở dĩ cái bước một bạn phải xác định rõ ràng cụ thể là để cho cái bước này các bạn có thể dễ dàng tìm ra những thứ sát với thứ các bạn muốn đạt được. Nếu cái thứ các bạn muốn đạt được nó cứ mơ hồ chung chung thì làm sao các bạn xác định được thứ các bạn nên tập trung, đúng không? Rồi, có cái vấn đề thế này, tôi moi ra bàn luôn. Vấn đề là thế này, có thể bạn nghĩ trình độ của các bạn mới chớm còn kém, sao mà các bạn học sát như vậy được? Giả sử đọc những cái sách như vậy, nó viết bằng ngôn ngữ bình thường, thiếu từ vựng, thiếu cấu trúc kiến thức thì làm sao mà hiểu được? Thì tôi nói thẳng, thiếu từ vựng thì cha, thiếu cấu trúc kiến thức thì bạn có thể chọn cái giải pháp đó là đọc sách và tài liệu song ngữ để các bạn đối chiếu, so sánh, và nếu bạn vẫn thấy nó quá sức với các bạn, nó hơi khó với các bạn, thì ok, bạn có thể lùi lại một chút, kiếm những cái thứ cơ bản hơn để mà học trước, nhưng vẫn phải tập trung hướng về cái thứ các bạn muốn. Tôi đã nói ngay cái phần 1 rồi, cái giá các bạn đánh đổi nó sẽ khó, nhưng không đến mức khó không làm được, chủ yếu là khó chịu và đòi hỏi các bạn phải chịu đựng. Và bạn xem tới đây thì tôi tin bạn đã đồng ý trả giá đánh đổi rồi, và sự thật thì tôi cũng chả hy vọng bạn sẽ học nhiều mỗi ngày, tôi chỉ hy vọng bạn sẽ học đều đặn mỗi ngày và mỗi ngày một chút, thế là đủ. Ok, tôi làm nốt vài cái ví dụ nữa cho các bạn nắm dễ hơn. Giả sử bạn muốn nghe hiểu được khoảng 90% nội dung của những video chia sẻ về lĩnh vực phát triển bản thân trên chương trình TED Talk chẳng hạn, thì y chang như ví dụ mới nãy, xác định cái bạn muốn nghe hiểu là video về phát triển bản thân ở trên chương trình TED Talk, thì ok, kiếm một cái video trên chương trình TED Talk chia sẻ về phát triển bản thân và xem luôn. Như vậy mỗi ngày nghe một vài câu, tra vài câu, mừng vài câu thôi là được rồi, miễn sao bạn đã học đúng cái trọng tâm, sát với thứ các bạn muốn là sẽ nhanh, là sẽ tiết kiệm được thời gian, là đã bỏ được những thứ tào lao không cần thiết rồi đó, chịu khó vô. Rồi, ví dụ khác một chút, giả sử bạn muốn viết được một bài giới thiệu bản thân để xin việc bằng tiếng Anh, thì bây giờ xác định muốn viết được một bài giới thiệu bản thân như vậy thì cần những cái gì. Đầu tiên nghĩ tới là từ vựng, là cụm từ, nhưng dĩ nhiên không phải
phải là những từ vựng, cụm từ chuyên ngành về lĩnh vực A, B, C gì đó không liên quan, mà phải là từ vựng liên quan đến lĩnh vực giới thiệu bản thân mà các bạn muốn. Và cái thứ hai, nghĩ tới là những cái mẫu câu, những cái cấu trúc thường dùng để viết những cái bài giới thiệu bản thân. Và nếu muốn kiếm và học được nó thì kiếm ở đâu? Đơn giản và thực tế là các bạn hãy đi sưu tầm, đi kiếm những cái bài giới thiệu mẫu của người khác, của người bản ngữ luôn chẳng hạn, mang về đọc, nghiên cứu và học những cái mẫu câu, những cái cụm từ, những cái cấu trúc thường dùng ở trong đó. Còn luyện tập viết, giả sử trình độ bạn còn kém, còn yếu thì kệ nó luôn, lôi mấy cái mẫu câu tìm được ra, nghiên cứu để hiểu rõ từng câu từng từ, rồi sau đó tập chép lại y chang luôn cũng được. Từ từ nó nhớ trong đầu các bạn, và một cách tự nhiên sau một khoảng thời gian các bạn sẽ tự biết cái nào thay thế được và thay thế ra sao cho nó thành cái bài của các bạn. Rồi ví dụ cuối, giả sử bạn muốn nói được tiếng Anh trong một cái bài thuyết trình về chủ đề A nào đó chẳng hạn, thì cũng tương tự như ví dụ vừa rồi, cũng cần từ vựng, cấu trúc, mẫu câu, thì cũng đi kiếm, đi sưu tầm những cái bài thuyết trình mẫu về cái chủ đề A đó và nghiên cứu, nghe, luyện tập y chang như ví dụ trên luôn là ok, là sẽ nhanh. Ok, bài học số 2. Như bài học số 1, để học nhanh mà vẫn giữ được chất lượng, bạn cần học những thứ thực sự mang lại thành quả chính, thực sự mang lại thành quả cao. Thì bài học này cũng tương tự như vậy thôi, nhưng chỉ khác một chút, đó là chúng ta sẽ học theo cách mang lại hiệu quả cao hơn. Rồi, tôi nhắc lại, đó là chúng ta sẽ học theo cách thức, học theo phương pháp mang lại hiệu quả cao hơn. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản thế này, cho hai ông ngồi vẽ hình tròn, một ông vẽ bằng tay, một ông vẽ bằng compa, thì ông nào sẽ vẽ nhanh hơn và đẹp hơn? Dĩ nhiên là cái ông vẽ bằng compa rồi. Từ đó cho thấy cái cách thức các bạn học nó cũng quyết định cái tốc độ và chất lượng học của các bạn. Rồi, một cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm sao để biết được học thế nào, học theo cách như thế nào thì mang lại hiệu quả cao hơn. Thành thật mà nói, tôi thấy rất rõ là không có công thức và cũng không có các bước cụ thể như bài học trên để giúp các bạn xác định được học như thế nào thì mang lại hiệu quả cao hơn. Và chỉ có một lời khuyên duy nhất tôi dành cho các bạn, và thực sự thì tôi cũng đã chia sẻ cái lời khuyên này trong cái video cách để hết dốt tiếng Anh ở trước đó rồi, đó là hãy chịu khó lâu lâu dừng lại, dành ra một ít thời gian suy ngẫm xem, nhớ lại xem những cái cách học trước đó của các bạn, những cái việc nhỏ nhặt chi tiết mà trước đó các bạn vô tình làm trong cái việc học tiếng Anh của các bạn đó, cái hành động nào, cái chi tiết nào mà nó hình như đã mang lại một cái hiệu quả nhỉnh hơn, đặc biệt hơn, tốt hơn hẳn so với những việc khác. Rồi sau đó rút ra những cái kinh nghiệm, những cái bài học riêng cho các bạn và bắt đầu tập trung áp dụng những cái bài học đó nhiều hơn. Và dĩ nhiên cứ làm như vậy bạn sẽ tạo ra được một cái thành quả cao hơn, nhanh hơn. Và điển hình là một cái bài học tâm đắc mà tôi đã rút ra được trong cái việc học tiếng Anh của tôi nhờ cái bài học này, đó là phương pháp phân biệt mọi từ đồng nghĩa trong tiếng Anh của tôi, được chia sẻ trong video cách phân biệt mọi từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mà tôi đã chia sẻ công khai trong cái series video học tiếng Anh miễn phí không cần đăng ký mà tôi vừa nhắc tới ở đầu video đó. Nếu các bạn xem rồi, các bạn sẽ thấy nó đơn giản lắm, dễ áp dụng lắm, so với những cách phân biệt thông thường tôi thấy nó dễ gấp chục lần. Vậy mà cái hiệu quả thì thôi khỏi nói, nhờ nó mà tôi dùng được những từ đồng nghĩa trong tiếng Anh hết sức tự nhiên, không cần gò bó quy tắc phân tích gì trong đầu mà vẫn dùng được vừa nhanh mà vừa đúng nữa. Và tôi nói thật luôn, cái phương pháp đó chả có ai dạy cho tôi cả, và tôi cũng chưa thấy ai chia sẻ cái phương pháp đó cả. Bởi vậy nếu tôi không chịu dừng lại, bỏ ra một ít thời gian để mà suy ngẫm xem, rút ra những cái bài học kinh nghiệm như vậy, thì làm sao tôi khám phá ra được cái phương pháp đó. Bởi vậy lâu lâu chịu khó dành ra một chút thời gian soi và săn lùng những cái bài học, những cái phương pháp, những cái cách thức hiệu quả để tập trung áp dụng kết hợp với cái việc học những thứ mang lại thành quả cao. Thử hỏi coi, nhanh cộng với nhanh, chất lượng cộng với chất lượng, thì làm sao mà không ra nhanh hơn và chất lượng hơn được, đúng không? Và một cái chú thích nho nhỏ ở cuối cái bài học này, đó là bạn hãy chịu khó học thêm những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp từ những cái người đi trước các bạn. Đó cũng là những cái cách đơn giản để các bạn có thể tự khám phá ra được những cái phương pháp, những cái cách thức học làm sao cho nó hiệu quả cao hơn đó. Ok, bài học số 3, chậm chắc rồi mới nhanh. Như tôi cảm nhận được thì các bạn đã chấp nhận chịu chán để học tiếng Anh nhanh hơn bình thường. Vì vậy, hãy chấp nhận luôn cái sự thật này, đó là học tiếng Anh chậm và chắc mới giúp các bạn học nhanh, chứ không phải là học nhiều, học như bay như gió sẽ giúp bạn học nhanh. Không có các bạn nha. Muốn học tiếng Anh nhanh thì phải học kỹ. Để tôi kể cho các bạn nghe sơ về cái câu chuyện của tôi. Đã có một thời không dưới 3 năm, tôi đã học tiếng Anh rất chăm chỉ. Có thể tính trung bình thì tôi sẽ dành mỗi ngày
ngày ít nhất là 30 phút để học tiếng Anh. Và thậm chí đôi khi có những ngày tôi còn học tiếng Anh tới tầm 3-4 tiếng nữa. Và kết quả thì dĩ nhiên là tôi biết rất nhiều kiến thức về tiếng Anh rồi. Nhưng mà sự thật tôi đã không nói được tiếng Anh, dù chỉ là nói về chủ đề giới thiệu bản thân cơ bản, như là tôi tên gì, tôi ở đâu, gia đình bao nhiêu người, làm nghề gì, thích và ghét cái gì, tính cách ra sao, vân vân. Và nếu có nói được thì chắc sẽ có rất nhiều trong đó. Tôi không hình dung được vì thực chất hồi đó tôi không có nói, vì tôi nghĩ trình độ của tôi chưa đủ để nói được tiếng Anh. Nhưng cái số tôi nó may, mà cũng không may, mất hơn 3 năm cày chả được bao nhiêu rồi thay. Nhưng mà tính ra cũng may thật, đó là sau đó tôi đã tình cờ học đúng cái bài học này. Tôi luyện nói, tôi luyện rất kỹ, rất chậm. Tôi luyện đi, luyện lại, tập dùng những cái từ vựng, những cái cấu trúc tôi học được cho tới khi tôi nhuần nhuyễn như là một phản xạ. Và cái điều tuyệt vời đã xảy ra, đó là chỉ sau vài tháng thôi, chứ không phải là vài năm như trước, tôi bắt đầu nói được khá nhiều từ vựng và cấu trúc. Và cũng nhờ thế mà những cấu trúc, những từ vựng mới tôi học sau này, tôi thành thạo nó rất nhanh và hầu như chẳng tốn bao nhiêu thời gian và công sức gì cả. Và cứ cái đà đó, tôi tiến tới cái đích học tiếng Anh của tôi. Đó, cái bài học được chia sẻ ở đây, đó là bạn hãy kiên nhẫn, học chậm một xíu, chịu chán một xíu để học thật chắc, thật kỹ, rồi cuối cùng sẽ học thật nhanh và vẫn giữ được chất lượng cao. Ví dụ, bạn muốn nghe hiểu tiếng Anh tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn thì hãy cứ tập nghe thật kỹ đi, nghe thật chắc đi, chậm thôi. Bạn kiếm một cái bài nghe mà phù hợp với tiêu chí của bài học số 1 đó, sát với thứ bạn muốn đó. Nghe đi nghe lại thật kỹ vô, nghe liên tục mỗi ngày đều đặn một xíu, xuyên suốt trong vòng 1 tuần 7 ngày luôn cũng được, thuộc luôn, nhớ luôn càng tốt. Rồi, 7 ngày sau lại tiếp tục kiếm một cái bài khác và nghe tiếp. Tôi nói thật các bạn nghe kỹ như vậy, có thể các bạn không nghe được nhiều bài, nhưng đổi lại tôi nói thật, bạn nghe chừng 5-7 bài kiểu đó thôi là trình độ nghe hiểu của các bạn tiến bộ hẳn luôn, chắc ăn luôn. Chứ còn nếu bạn cứ nghe hết bài này tới bài khác, mỗi bài nghe tầm 1-2 lần gì đó, thừa nhận là các bạn sẽ nghe được rất nhiều bài, nhưng chưa chắc kỹ năng nghe của các bạn sẽ tiến bộ nhanh bằng cái thằng nghe kỹ, nghe chắc, nghe chậm kia đâu. Và sự thật, tôi đã ứng dụng cái cách nghe kỹ này rồi. Cứ mỗi lần mà tôi nghe kỹ, nghe chắc, nghe chậm là y như rằng ít bữa sau tôi cảm thấy bản thân nghe hiểu tiến bộ hẳn luôn. Nói viết cũng như vậy nha. Học được mẫu câu, từ vựng mới thì cứ luyện nó thật kỹ vô, thật chắc vô. Mặt ngoài thì thấy là học chậm, nhưng bên trong thực chất là tiến bộ nhanh đó các bạn. Tóm lại cái bài học số 3, đó là học chậm chắc rồi mới nhanh nha. Nhớ, chậm chắc rồi mới nhanh. Ok, bài học số 4, học đa dạng. Bài học ở đây rất đơn giản các bạn nha. Các bạn chỉ cần chịu khó, chịu chán một xíu để tập trung vào học những thứ hơi là lạ, hơi khó khó đối với cái trình độ hiện tại của các bạn một xíu nha. Đơn giản, tôi chỉ cần giải thích thế này cho các bạn dễ áp dụng. Các bạn chỉ cần thường xuyên thay đổi một hoặc một vài điểm nào đó trong những cái tài liệu các bạn học cho nó lạ lạ, mới mới và có thể hơi khó khó một chút. Ví dụ, giả sử thường ngày bạn hay nghe tiếng Anh giọng nữ đi ha, thì giờ bạn có thể chuyển sang nghe giọng nam thử coi. Hoặc thường ngày bạn chỉ nghe những cái ngữ điệu bình thường, thì giờ bạn có thể chuyển sang nghe những cái ngữ điệu mà vui nhộn, nhí nha nhí nhảnh chẳng hạn. Hay là cũng có thể thường ngày các bạn chỉ nghe độc thoại từ một người nói thôi, thì giờ bạn có thể chuyển sang nghe những cái đoạn hội thoại luôn chẳng hạn. Hoặc nữa, giả sử thường ngày bạn chỉ đọc những cái bài viết dạng như là những bài luận thôi chẳng hạn, thì giờ bạn có thể chuyển sang đọc truyện coi. Đơn giản là hãy thay đổi thường xuyên để cái kỹ năng của các bạn nó chắc hơn, nó quen hơn, nó thành thạo hơn với những cái tình huống thể loại khác nhau. Vì vậy tôi khuyên các bạn đừng bao giờ chỉ học từ một nguồn hoặc một tài liệu nhất định nào đó. Hãy học đa dạng lên, phong phú lên, học từ nhiều nguồn, nhiều tài liệu khác nhau. Rồi cuối video tôi sẽ tóm tắt lại 4 bài học đó một lần nữa để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về nó, nhằm áp dụng được song song 4 bài học đó vào cái việc học thực tế của các bạn dễ dàng và hiệu quả hơn. Ok, bài học số 1, tập trung học những thứ trọng tâm. Áp dụng xong bài học số 1 này theo những gì tôi chia sẻ, bạn dường như sẽ có được một cái kế hoạch hoặc là một cái danh sách tổng quát và cụ thể về những thứ bạn thực sự cần tập trung học. Bài học số 2, học theo phương pháp mang lại hiệu quả cao. Áp dụng thường xuyên cái bài học này, bạn dường như sẽ có được những cái phương pháp, những cái mẹo hay, tốt để giúp bạn học những cái thứ nằm trong cái danh sách của bài học số 1 một cách hiệu quả và dễ dàng nhất có thể. Bài học số 3, chậm chắc rồi mới nhanh. Thực chất đây chính là con của bài học số 2, nhưng vì nó mang một cái tính chất quan trọng đặc biệt nên tôi tách ra làm một cái bài học riêng. Và để áp dụng cái bài học này, chỉ đơn giản là bạn học thật chắc, thật kỹ những thứ cần học trong cái danh sách của bài học số 1 theo những cái cách thức, những cái phương pháp, những cái mẹo hay ở bài học số 2 mà các bạn rút ra hoặc học được. Và bài học số 4, đó là thường
thường xuyên thay đổi chút gì đó trong cái việc học tiếng Anh của các bạn, nhằm mở rộng ra, phong phú hóa ra những cái kỹ năng của các bạn để ngày càng hoàn thiện hơn, giỏi hơn, không chỉ về một khía cạnh nhất định nào đó mà còn về nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như nghe, bạn áp dụng cái bài học này, nó có thể sẽ giúp được bạn nghe được nhiều giọng khác nhau, nhiều ngữ điệu khác nhau, nhiều tốc độ khác nhau, vân vân. Đó mới thực sự được xem là thành thạo nha. Kết thúc video, tôi chúc các bạn thành công. Okay, that's it. Thanks for watching.